Ngày 8 tháng 11 năm 2019, liên quan vụ ông Mai Văn Quân 54 tuổi, còn gọi là Quân Xa Lộ, bị khoảng 20 người vây đuổi chém tử vong ở quận Thủ Đức. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án giết người, đang tạm giữ 6 nghi phạm và tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 4 tháng 11, sau khi gây án, băng nhóm chém ông Quân bỏ đi khỏi hiện trường. Ông Quân được đưa đi cấp cứu, do thương tích nặng nên đã tử vong. Qua điều tra truy xét, công an đã xác định các đối tượng liên quan vụ án giết người. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ 6 đối tượng, đang tiếp tục điều tra vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý. Bước đầu, xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong kinh doanh. Võ Thùy Linh và một người tên Sử giữ vai trò chính trong vụ chém chết ông Quân.